Chợ truyền thống, chợ tạm, chợ cóc mọc tràn lan ở khắp khu dân cư tại Hà Nội. Các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày được tập trung tại đây, không nhãn mác, không tem kiểm định chất lượng. Chẳng qua là gần nhà chị đi, còn nếu mà đúng mà mua mà để mà mình không có thời gian ấy, thì mình đi vào siêu thị thì cái đồ trong siêu thị nó vẫn là ngon nhất. Con đường vốn dĩ đã chật hẹp, nhưng người buôn bán ở đây còn bày hàng hóa ra khắp vỉa hè, thậm chí cả lòng đường với đầy đủ hình thức. Các mặt hàng tươi sống bày bán cạnh thực phẩm chín, các loại đồ khô. Hàng hóa được bán ngay cạnh bãi rác. Vấn đề vệ sinh an toàn, nguồn gốc hàng hóa được đặt dấu hỏi. An toàn hay không thì mình cũng rất là khó. Mình chỉ nhìn theo cảm quan là ví dụ như là mua thực phẩm thì nó phải nhìn nó còn tươi. Còn vệ sinh thì đúng là mình chỉ nhìn cảm quan thôi. Hầu như bây giờ là cái gì cũng có thể làm giả. Mà nhiều những người mà người ta cảm thấy là không được tinh lắm ấy, là người ta mua giả, mà là rất là thương những người mà người ta cũng không phải là người có tiền. Biết là không đảm bảo, nhưng hầu hết mọi người đều tặc lưỡi bởi việc mua bán ở các khu chợ này diễn ra nhanh gọn, thuận tiện. Thường thì em hay đi chợ vào buổi sáng, nhưng mà có bận ấy thì có thể là chiều ấy, thì tìm đến những cái cửa hàng mà tức là mình mua quen ấy thì họ sẽ để cho mình. Thực tế cho thấy các chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn Hà Nội đều không chịu sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng, nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tới sức khỏe người tiêu dùng cũng như môi trường xung quanh.